Kinh nghiệm bật lãnh đạo, sinh năm 69, người gốc Nghi Lộc, Nghệ An, là con trai út của Thiếu tướng Hoàng Đan, nguyên Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Môi trường Bộ Quốc phòng. Thời học sinh, ông đã thể hiện rõ tố chất lãnh đạo khi là lớp trưởng lớp chuyên toán trường Hà Nội Amsterdam. Trường này thì đẳng cấp như là cái ghế rồi, không phải bàn. Nhưng đẳng cấp thế nào mà ông mất 2 năm để trúng tuyển vào khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Bách khoa Hà Nội thì chúng tôi cũng không biết. Năm 94, sau khi tốt nghiệp, ông đầu quân ngay cho FPT và thể hiện năng lực của mình chỉ sau 6 tháng. Đầu tiên là năng lực chém gió. Trong một buổi đi họp thay trưởng phòng kinh doanh, khi nghe các lãnh đạo bàn về dự án, ông đã lớn tiếng phát biểu: "Các anh..." Cả phòng ngỡ ngàng bật ngửa khi một thanh niên sửu nhi mới vào công ty đã dám chửi các sếp. Chủ tịch Trương Gia Bình sau một lúc sốc đã hỏi lại: "Chú nói anh dốt thì chú có làm được không?" Ông đã tự tin trả lời: "Tất nhiên là em làm được." Và ông đã cho toàn bộ lãnh đạo FPT thấy mình không chỉ nói giỏi mà còn hiện thực hóa bằng hành động. Giải được bài toán khó trong lĩnh vực phân phối khi tất cả đang bế tắc, vị trí trưởng phòng kinh doanh là của ông từ năm 26 tuổi. Sau đó thì không cần nói sau đó nữa. Hiện ông là chủ tịch của FPT Telecom và thường xuyên cập nhật đồ ăn ngon trên trang cá nhân. Và nhân vật đó là ông Hoàng Nam Tiến.